Ở đây quên chưa đặt tên file thì thôi thầy trông trước cho nha. Hôm trước thì ra cái bài chúng ta bắt đầu nha. Đã bắt đầu học đi. Để các em cứ vẫn còn nộp cứ muộn mỗi phút thầy trừ nửa điểm đấy. Muộn 10 phút trở dài thôi thì không chấm nhá, chú ý. Một 10 phút trở ra thì coi như không điểm. Bài tập này hôm trước đã em nào biết được chưa? Ai biết được chụp hình gửi thầy xem nào. Để có Văn Mỹ Vũ gửi ra đây thầy xem nhá, xem nào.
Thì văn thì Vũ viết đều được đầy đủ. Nhưng mà Vũ để thầy xem là Vũ Vũ cái cuối thì viết đa định ở đó, bài này thì không cần đa định nha. Văn thử nói ý tưởng cho cả lớp xem nào. Văn thử bật mic nói ý tưởng em viết bài này thế nào nào. Em thấy thì bài này vì cái A với B nó là cái những biến khác nhau nên là em mà để triệt tiêu được thì em đặt nó quy chung nó em đặt nó về Đặt cái gì về x? thì lúc lúc mà em đưa lúc em đưa A xuống ấy thì em sẽ đổi thành x thì khi mà mình gì xong cái vê đúp rồi ấy, mình đến biến giữa C rồi gì đến cái vê đúp đảo ấy, thì nó sẽ triệt tiêu được. Tại sao phải đổi A thành X? Thì khi mình kích chuyển chuyển phải đầu đọc thì mình so sánh với lại đoạn đuôi thì mình mới triệt tiêu được. Nhưng mà không cần đặt A thành X có được không? Được không? Em nghĩ là không, tại vì nó em nghĩ là phải giống nhau thì nó mới triệt tiêu được cái gì. Đâu làm gì có giống nhau đâu. Đến đến cái lúc triệt tiêu là dưới đây x trên b chứ nó có giống nhau đâu. Đúng không? Ý là thầy hỏi cái A nó đang ở trên khi em đẩy xuống em để biến A thành x đúng Vâng. không? Ừ, nhưng mà ý thầy hỏi là không cần biến A thành x có được không? À, biến thành x mục đích làm gì? Đúng không? Đấy, vấn đề các em phải hiểu được bản chất của vấn đề nhá, chứ còn là mình cứ tham khảo ở đâu đó nhưng mình không hiểu bản chất của vấn đề. Thế còn bài này thì không cần viết đa định nha, và Vũ không cần viết đa định mẹ đâu, viết đa định thậm chí nếu mà soi kỹ thì chắc nó cũng có vấn đề ở đâu đó. Nó có điểm ngăn nửa đầu nửa cuối thôi, và kể cả không có C thì đây thì nó vẫn có dấu hiệu nửa đầu. Nguyên tắc là chúng ta phải nhận biết được nửa đầu nửa cuối, đúng không? Đấy, cách làm việc của ô để xuống là nó cứ đưa cái nửa đầu đấy, chứ không cần phải điểm giữa đâu, chỉ cần nửa đầu thôi, gọi là nửa đầu nửa cuối. Đấy, cứ chúng ta có dấu hiệu nhận biết nửa đầu nửa cuối là được. Ví dụ đây có C thì nhận biết nửa đầu nửa cuối này, và kể cả không có C chúng ta cũng biết nửa đầu nửa cuối, vì nửa đầu nó là A, nửa cuối là B, thế là cái dấu hiệu chúng ta nhận biết. Thế thôi nha, nhân tiện thầy sẽ trình bày ở khi thi thì gặp bài này chúng ta trình bày nào nha. Thầy lại chia sẻ cả màn hình này. Cái số 11 nha, thầy đưa lên mục file đấy. Đây vẫn cái bài tập đấy nha. Ở câu này thì chúng ta trình bày như sau. Vì thực ra cái dạng bài này thì nghĩ được hàm chuyển thì nó cũng khá khó rồi. Thế ra vậy thôi, không cần diễn giải nữa. Chúng ta không cần diễn giải nữa. Vì thực ra ý tưởng của đẩy xuống chỉ là đưa nửa đầu xuống và sau đó so sánh với nửa sau thôi, đúng không? Đây thì các em nha, chúng ta chỉ cần biết là gì à? Ô đẩy xuống đoán nhân ngôn ngữ đó được thành lập như sau, viết cấu trúc của nó ra: sigma bằng ABC, Q tập trạng thái Q bằng QP, bộ chữ gamma là XZ, Q0 thuộc Q là trạng thái đầu, Z là đáy kiệu kiệu đáy ngăn xếp. Và đây đoán nhân theo kiểu trạng thái trống, đây là F8
tập F sẽ bằng trống. Hàm chuyển được cho như sau. Đấy, các em thấy ở đây tức là từ trạng thái đầu là gì? Đang đáy ngăn xếp là Z này. Đang trạng thái Q này, đọc được hiệu A. Thì như thầy nói, tư tưởng của ngăn ô tô đẩy xuống là nó đẩy nửa đầu xuống, nửa đầu ở đây chính là A, đúng không? Thế giờ đúng ra thì nó sẽ phải là ZA, đúng không? Đấy, đúng ra nó ZA này. Đấy, thế sau đó đẩy A xuống. Đây, đẩy A xuống thì nó chứ là xóa Z đi, sau này ghi Z này, ghi A, chẳng qua nó đẩy A xuống, đúng không? Thế sau cái sau này, thì sau thì thực ra đây là A, đúng không? Đây thì hắn sửa đã, đây đỉnh ngăn xếp đang là A đây. Đang ở trạng thuy quy đọc được A tiếp thì lại ghi A, đúng không? Ghi A. Đấy. Thế sau đấy, tất cả là A hết. Đấy, sau đến chỗ xóa này thì cứ dưới A trên B là xóa, đúng không? Cứ dưới đọc thấy A trên đọc thấy B thì xóa. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể viết như vậy. Thì tại sao này đổi thành X? Chỗ này ai giải thích được thì thầy tặng điểm đấy. Tại sao cứ để A cũng được mà chúng ta này đổi A thành X? Sao? Nào biết không? Thực ra là lý thuyết nói ở đâu đó rồi đấy, nhưng mà các em quên thôi. Vì sau này chúng ta lại không giữ A sửa, chúng ta lại để lại đổi A thành X. Thế còn cứ giữ A chả sao cả. Đấy, như bạn Phú bạn viết thì có một chi tiết là bạn giữ nguyên đấy cũng không sao cả. Yeah. Vì sao đổi thành X? Này quên hết rồi, đúng không? Thì mới học thì có những chi tiết nhỏ là chúng ta cũng chưa thể nhớ ngay được. Thế thì ý thế này các em nhé. Đổi A thành X là do khi các em đến cái phần định nghĩa ô đẩy xuống ấy, người ta ký hiệu là người ta giải thích gamma là gì, sau đến các ký hiệu đấy, quy ước về cách viết đấy. Thì bộ chữ vào người ta viết thường nha. Bộ chữ ngăn xếp thì người ta quy định viết hoa này, wow. Trừ chữ số, còn không các chữ cái người ta quy định các chữ cái trên ngăn xếp thì viết trên chữ đúng không, trên ngăn xếp viết hoa đi để cho nó phân biệt với các chữ thường bộ chữ vào đấy. Thế do vậy khi đọc được cái A này thì đưa xuống ngăn xếp thì chúng ta đổi thành X đấy, thế thôi, ý là thế thôi các em nha, để cho nó phân biệt trên dưới đi đấy, để cho nó dễ theo dõi đấy. Thế còn thực ra các em cứ để A nhỏ ra sao cả, nhưng nó trông nó dễ bị nhầm. Đấy, với dạng bài này thì các em trình bày đơn giản thế thôi nhá, nhưng mà khó nhất là viết cái hàm chuyển này. Yeah. Được rồi, giờ 10 giờ 14 thì các em ra nghỉ đến 10 rưỡi vào nhá, 10 rưỡi cái phần sau nó khá khó, 10 rưỡi vào thì điểm danh xong thì trình bày cái phần cuối.
À, kem vào thời điểm danh nha. Các em thích được không? Thầy bắt đầu kèm nhé, vừa rồi thầy quên chưa giải thích qua về ý nghĩa của cả hàm. Đấy, ví dụ trong trường hợp cần đoán nhân sâu, ví dụ có hai con A này đúng không? Và ví dụ năm con B này đúng không? Cái số B có thể nhiều hơn đúng không? À, thì các em nhớ cái hàm một là hàm một là trạng thái khởi đầu đây, đọc được một con a này đúng không? Thì đưa x xuống, đưa a xuống thì đổi thành x nha, đưa a xuống đổi thành x. Trên đỉnh ngăn xếp nó sẽ là từ dòng sau đỉnh ngăn xếp nó sẽ là x. Ở trên gặp a thì lại đưa tiếp xóa x đi này, đưa x xuống, tóm lại là đưa a xuống đổi thành x đúng không? Đấy. Thế thì cứ có bao nhiêu con a thì cái hàm thứ hai này sẽ hàm 2 và 1 sẽ đẩy hết xuống và đổi thành x. Số con a sẽ đúng bằng số chữ x. Sau đến cặp C đúng không? Cặp C. Cặp ký hiệu C thì nó biết là xong cái nửa đầu rồi. Xong nửa đầu thì nó bao giờ cũng xóa đỉnh x nhưng mà lại ghi vào x, xóa x, ghi x thì tương đương với không động gì đến ngăn xếp cả đúng không? Chuyển sang trạng thái P. Đấy.
Quy có nhiệm vụ là đẩy nửa A xuống, nửa A đổi thành nghĩa xuống, đẩy xong đến C thì biết là đẩy xong rồi, thì bắt đầu chuyển sang trạng thái B để xóa đấy, đúng không? Trạng thái B để xóa. Thế thì đến trạng thái B thì nó cứ thấy dưới trên B thì nó xóa, đúng không? Đấy. Xóa đi và ghi vào sâu rỗng thì tương đương với xóa đỉnh, đúng không? Đấy. Cứ thấy dưới thì x, trên thì b, thì xóa. Thế như vậy cái hàm 4 này nó sẽ xóa được đến khi bằng nhau, là cái hàm 4 nó làm nhiệm vụ của nó, đúng không? Nếu mà số a bằng số b thì chúng ta dùng đến hàm 4 là chúng ta xóa xong rồi. Hàm 4 là chúng ta xóa xong rồi. Nhưng mà đây số b nó có thể nhiều hơn, đúng không? Đấy. Hàm 4 nó sẽ xóa được hết các x ở đỉnh ngăn xếp và nó đi được hết số b bằng số a. Thế nó còn còn z thôi, đúng không? Cuối cùng là còn đáy ngăn xếp z. Đáy ngăn xếp z. Thì chúng ta đây là gì? Phòng trường hợp ở đây nhá, ví dụ là nếu số a bằng số b nhá, số a bằng b này thì hàm 5 nó không cần đến em nhá, hàm 5 nó không cần đến. Nó dùng luôn hàm 6. Đấy, hàm 6 lúc này là đáy ngăn xếp chỉ còn z thôi, thì nó xóa xóa z đi và ghi vào sâu rỗng tương đương với xóa đỉnh, đúng không? Thế còn hàm 5 nó dùng khi số b nó nhiều hơn. Ý tức là gì? Lúc này đáy ngăn xếp thì là z rồi, thế nhưng mà số b nó vẫn còn, đúng không? Số b nó vẫn còn. Đấy, có gì còn 5 con b hay 3 con đi, đúng không? Thế đi lúc này nó gì? Xóa đỉnh ngăn xếp z này, sau vẫn ghi vào z này, đúng không? Đấy, và đọc qua b, đọc qua b, đúng không? Đây là bước chuyển, có chuyển đầu đọc đọc qua b. Thế thì có bao nhiêu con b như thế thôi, có bao nhiêu con b thì hàm 5 nó giải quyết hết, đúng không? Hàm 5 nó giải quyết hết, nó sẽ vượt qua hết được các con b nhiều hơn con a. Đấy, nó vượt qua thì bắt đầu vượt qua thì đến sâu rỗng, đúng không? Vượt qua hết đến sâu rỗng. Để sâu rỗng thì bắt đầu nó dùng hàm 6, tức là đọc sâu rỗng và đáy đang là z thì xóa đáy, ghi vào sâu rỗng. Đấy thì ý như thế các em nha. Đây thì nói qua về cái sự khác biệt giữa ô đẩy xuống và ô HD nha. Thì các em đã thấy rồi cái bài 2.1, bài 2.1 thì chúng ta có cái mô tả ngôn ngữ được vẫn nhận về OHD này. OHD này đoán nhận ngôn ngữ có đặc điểm gì này, ai còn nhớ không? Em nào còn nhớ không? Ai còn nhớ đọc thành xem nào. Em có thời nãy em ấn điểm danh mà nó không nhận thì em có nhắn tin vào nhóm chat đấy ạ. Được rồi. Nó vẫn cái như thầy nói rồi, cái điểm danh của team nó rất thoải mái đấy, em cứ cứ em ấn submit rồi gì? Vâng, em ấn không nhận nên là em nhắn tin vào thầy để thầy biết. Được rồi, sau thầy sẽ lưu ý cho, nhưng mà thường là hệ thống vẫn nhận đấy. Đấy là thầy nói cho nhanh này. Hôm trước là chúng ta thấy là cái ngôn ngữ này ô đẩy xuống này đoán nhận ngôn ngữ này đúng không? Không mũ n và một mũ m, đúng không? Các con nhớ không? Đấy, và mn có thể lớn bằng không vì chẳng thấy đầu chẳng là chẳng thấy cuối, đoán cả sâu rỗng mà. Thế số 1, số con không không nhất thiết bằng số con 1. Cứ thoải mái thích bằng nhau được, thích cái nào lớn hơn được, đúng không? Thì bây giờ thử ra bài tập là viết OHD được, hoạt cam được, đoán nhận một số con không bằng số con 1.
thì theo các em viết được không? Ừ, chúng ta lại cần viết OH đoán nhân, chúng ta phải điều khiển số 0 bằng số 1. Thì liệu có viết được không? Ai viết được cái này tặng một điểm nào? Theo các em liệu có viết được OH đoán nhân ngôn ngữ này không? Nào viết được bài này miễn thi luôn à? Giải to chắc là khó đúng không? Nó không thể biết được em nha. OH không có cách nào điều khiển số 0 bằng số 1 đâu. Đúng không đoán nhân nổi. Đi sâu cái dạng này. Đấy, số 0, số 1 thì cứ thoải mái. Thích bằng nhau thì bằng, thích lớn hơn thì lớn hơn thì lại được. Thế còn điều khiển cho số 0, số 1 bằng nhau là OH là bó tay luôn. Đúng không? Để cho vậy chúng ta phải dùng ô đẩy xuống thế. Ô đẩy xuống đi, chỗ này quá dễ đúng không? Đây ý tưởng đấy, đẩy không xuống đúng không? Để gặp một thì biết là điểm điểm hết nửa đầu rồi, bắt đầu so sánh không một là xóa đúng không? Đấy. Thế thì đấy thì chúng ta thấy là ý nghĩa của ô đẩy xuống thế nó mạnh hơn OH. Thế còn đoán nhân số con 0 của con 1 cứ thoải mái thì nó cũng làm được, nó cũng làm được thôi. Còn hôm nay chúng ta vào nội dung bài hôm nay nha. Đấy, sự tương đương giữa ô đẩy xuống đầu từ đâu đây? Đây từ đây. Như thầy nói đấy, cứ ngôn ngữ phi ngữ cảnh thì do văn phạm, phi ngữ cảnh sinh ra là do định nghĩa rồi, đúng không? Thế còn cái đoán nhân nó chính là ô đẩy xuống. Thế thì để khẳng định điều đó thì thực ra phải chứng minh hẳn hoi, chứng minh hẳn hoi tức là sự tương đương giữa ô đẩy xuống và văn phạm phi ngữ cảnh, tức là hai cái biểu diễn ngôn ngữ này nó cùng xác định một ngôn ngữ, một cái xác định theo kiểu sản sinh, một cái xác định theo kiểu đoán nhận. Thế muốn chứng minh tương đương thì chúng ta phải tính chứng minh hai chiều. Đấy, chiều thứ nhất này, định lý 4.13, tức là giả sử L đã là một ngôn ngữ phi ngữ cảnh rồi, tức là đã có tập sản xuất sinh ra nó rồi, thì chúng ta sẽ chứng minh là gì, sẽ tồn tại một ô đẩy xuống M sao cho cái ngôn ngữ L nó sẽ bằng với cái ngôn ngữ do ô đẩy xuống đoán nhận, và đây tức là đoán nhận theo kiểu ngăn xếp rỗng. Đấy, thì cái chiều này thì nó rất là dễ, thầy giới thiệu rồi, còn chiều này không thi nhé. Giả sử cho L bằng do văn phạm G sinh ra này, với G bằng sigma delta PS này là một văn phạm phi ngữ cảnh, khi đó ô đẩy xuống tương đương với G được thành lập là M bằng, các em xem nhé, sigma giữ nguyên này,
để tập trạng thái quy, bây giờ chỉ dùng một quy thôi. Tiếp theo là bộ chữ trên gamma, bộ chữ trên gamma thì lấy hết cả sigma hợp với delta. Đấy, các em thấy chỗ này thì người ta lại không theo chuẩn hướng dẫn chung là gì, là bộ chữ trên gamma là chỉ chữ hoa thôi. Ủa, đây bộ chữ trên gamma là cả chữ hoa này, cả chữ thường. Ủa, đấy thì đấy là người ta khuyên như thế thôi. Bộ chữ trên ngăn xếp thì nên bật hoa đấy. Thế nhưng mà cũng có không bật hoa cũng được, vẫn chạy được, dễ nhầm thôi. Thì ở đây các em thấy là bộ chữ gamma chính là sigma hợp delta đấy, tức là cả chữ hoa cả chữ thường. Đấy, hàm chuyển là sigma xong ta phải cần tính này. Có một quy thì quy cũng là quy không này, quy là trạng thái đầu. Còn đáy ngăn xếp chính là S đấy, đúng không? Đáy ngăn xếp chính là S. À đây, thầy đưa cấu trúc vào để các em dễ hình dung. Đáy ngăn xếp Z0 thì chính là S. Đấy, tập trạng thái cuối là trống, chứng tỏ là đón nhận theo kiểu ngăn xếp rỗng. Thế còn các hàm chuyển được tính như sau, được tính qua sản xuất thôi, đúng không? Nếu có sản xuất A suy ra alpha thì chúng ta có hàm chuyển, nghĩa là gì? Đỉnh ngăn xếp đang là A này, đang ở trạng thái Q này, có mỗi trạng thái thôi thì lúc nào cũng là Q này. Thì chúng ta dùng bước chuyển nhắm mắt, đây 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 có số tham số thứ ba của hàm chuyển là rỗng, ở đây chứng tỏ bước chuyển nhắm mắt. Ở đây mà nói là gì, đang chúng ta xóa đỉnh ngăn xếp là A đi, ghi vào một số mới. Số mới chính là vế phải của dần suất alpha nhưng mà bị đảo ngược đi, alpha đảo ngược. Đấy, trạng thái thì có một trạng thái thì vẫn giữ nguyên trạng thái Q. Thế còn một dạng hàm chuyển thứ hai là cứ với mọi ký hiệu A ấy, thuộc sigma ấy, thì chúng ta tự thêm vào hàm chuyển. Hàm chuyển này không có dựa vào sản xuất gì cả, cứ hàm chuyển đây trên A dưới A thì chúng ta xóa đấy, đỉnh ngăn xếp đang là A, ký hiệu đọc được trên băng cũng là A, thì chúng ta xóa đỉnh ngăn xếp A đi và ghi vào số rỗng, ghi vào số rỗng tương đương với xóa đỉnh. Đấy thì cách thành lập hàm chuyển nó chỉ có hai dạng như này thôi. Thì như thế này thì rất đơn giản, đúng không? Nào, ví dụ đây, ví dụ với cái văn phạm này, đấy văn phạm này chính là sinh ra sâu có số a bằng số b đấy, tỏa sang hai bên đấy, cũng chính là tương đương với sâu vừa rồi thầy giới thiệu cái bài tập là số không bằng số một đấy. Ví dụ chúng ta coi không là A, một là B thì chính là số 0 bằng số 1. Thì đây chính là văn phạm sinh ra nó đây, đúng không? Văn phạm sinh ra số 0 bằng số 1 hay là số A bằng số B đây. Đấy, bây giờ vấn đề là ô để xuống đoán nhận như thế nào, đúng không? OHD, OHK thì bó tay rồi, như thầy vừa giới thiệu. Không có tài nào OHD mà điều khiển được số A bằng số B được. Thế còn rõ ràng là văn phạm sinh ra nó rất đơn giản, đúng không? Văn phạm sinh ra số A bằng số B nó tỏa sang hai bên đối xứng đấy, của cặp đối xứng đấy. Thế tiếp theo thì ô để xuống thì chúng ta xây dựng thế nào đây? Chúng ta có thể xây dựng độc lập không dựa vào sản xuất thì trông nó sẽ, thực ra trông nó sẽ hay hơn đấy. Thế còn bây giờ chúng ta lại xây dựng dựa vào tập sản xuất đấy. Thì đây cứ theo một nha, theo một thì xây dựng hàm chuyển dựa vào sản xuất thì chỉ có dạng một dạng hai thôi. Khi đó ô để xuống tương đương với g là đây, bộ chữ sigma thì vẫn là ab này, ký trạng thái đầu đấy, trạng thái cái trạng thái chúng ta tự thêm em nhé, trạng thái thì không có dựa gì vào văn phạm cả, chúng ta tự thêm trạng thái quy vào của. Thế còn bộ chữ trên gamma đấy, thì em thấy nó lấy hết cả sigma vào, AB vào. Còn nó thêm ký hiệu đầu S, đúng không? Ký đầu S sau này đã đánh ngăn xếp đấy. Đánh ngăn xếp chính là lấy luôn ký hiệu đầu của hàm chuyển đây. Quy trạng thái đầu đây, S đây, không đây. Hàm chuyển được tính như sau. Đấy, các em thấy chúng ta thấy có hai sản xuất đấy. Sau là sản xuất xuất phát từ S đấy. Một cái S suy ra ASB, đúng không? ASB thì hàm chuyển của nó đã đảo đi là sẽ là BSA, đúng không? BSA Q. Một cái sản xuất là S suy ra AB. S suy ra AB thì hàm chuyển của nó đảo đi thành BA, đúng không? BAQ. Đấy.
Thế sau như vậy là hết rồi, các hàm chuyển dựa vào sản xuất, nó có hai sản xuất, chúng ta có hai hàm chuyển. Và trong trường hợp này thì là OH không đơn định này, đúng không? Có hai lựa chọn, nó xuất phát từ S. Thế còn là chúng ta tự cái hàm chuyển dạng 2 là không có dựa vào sản xuất gì cả, cứ có mỗi kiểu kết thúc chúng ta tự thêm vào. Đấy, như vậy đây chúng ta có hai kiểu kết thúc, chúng ta thêm hai cái sản xuất là dạng 2, được đánh số là 23 đấy. Sigma A Q A thì bằng rỗng Q, sigma B Q B thì bằng rỗng Q. Đấy, giờ các em mà cứ thử đưa sâu A bình B bình vào chạy ba cái hàm chuyển này, chắc chắn nó đọc cái sâu và nó đưa ngân xếp về rỗng nha, chắc chắn như thế. Đấy, như vậy cái chiều này thì dễ, đúng không các em? Chiều này dễ cho công thi, chúng ta thi chiều ngược lại là khó hơn. Ngược lại tức là gì? Là cho chiếc ô để xuống, chúng ta cần tìm văn phạm tương đương. Đấy, được phát biểu bởi định lý 4.4. Đây, nếu L là một cái ngôn ngữ cho trước, chính là cái ngôn ngữ do ô đẩy xuống M đoán nhận theo kiểu ngăn xếp rỗng đấy, thì L là một ngôn ngữ phi cảnh. Đấy, tức là chúng ta phải tìm tập sản xuất tương ứng cho cái ngôn ngữ này. Đấy, giả sử cho ô đẩy xuống M thì bằng sigma Q gamma delta Q0 Z0 chống tức là đoán nhận theo kiểu ngăn xếp rỗng đấy. Khi đó văn phạm phi cảnh tương ứng với M là tập G, văn phạm thì là bộ 4 đấy. Các em thấy này, sigma giữ nguyên đúng không? Sigma giữ nguyên. Thế còn delta này, P này, S là không có manh mối gì cả đúng không? Ba cái tập cuối chúng ta phải tính đấy. Thế gì chỉ giữ được cái sigma thôi. Thế còn nhìn thế này thì ý là thế này các em nhé, S là chúng ta cũng tự thêm. Đấy. Vừa rồi cái chiều kia là chúng ta tự thêm Q đúng không? Q cũng không dựa vào cái gì cả, chúng ta tự thêm Q. Với cái chiều này thì S chúng ta cũng chả dựa vào gì cả, chúng ta tự thêm S vào. Thế còn delta và B là chúng ta sẽ dựa vào nha. Chúng ta xem tính delta thế nào. Tóm lại chúng ta chỉ cần tính delta và P này. Tính delta trước. Cách tính tập delta như sau. Delta là mọi phân tử dạng AQP của AQB. Với A thì thuộc bộ chữ gamma, QB thì thuộc tập trạng thái Q, và tự bổ sung thêm ký hiệu đầu. Ký hiệu đầu thì hiển nhiên thì thuộc tập delta rồi. Như thầy nói, ký hiệu đầu S chúng ta tự thêm thì chúng ta phải bổ sung nó vào tập delta, là tập ký hiệu không kết thúc đấy. Nào thế thì vấn đề chúng ta kể thế nào cho nó đỡ bị sót thôi, đúng không? Cách kể như sau này. Ví dụ với gamma thì bằng Z0 x có hai phân tử. Q0 thì tập trạng thái Q thì có Q0 Q1 thì tập delta sẽ là như sau. Đấy, S này, S chúng ta tự thêm vào này, sau đó này. Chúng ta cứ cố định Z0 đã, đúng không? Cố định Z0. Đấy thì đằng sau là có thể có hai cái quy của hai cái quy thì các em trùng nhau cũng được nha, quy trùng nhau cũng được. Thế do vậy là đây chúng ta cứ kể theo vần thôi, kể theo cơ số 2 thôi, 0 0 này, Q0 Q0, Q1 Q1, Q0 Q1, Q1 Q0, Q1 Q1 đúng không? Kể theo đúng cơ số 2 là sẽ không bị sót. Như vậy là đứng đầu là Z là xong rồi, đúng không? Chúng ta cho tập gamma thì có Z0 và X mà. Đứng đây Z0 xử lý xong rồi. Rồi đến X. Đến X thì chúng ta chỉ thay Z bằng X thôi. Thay Z0 bằng X thôi. Đấy. Thế là đây là chúng ta sẽ kể ra được hết các biến thuộc tập delta. Thì tại sao nó phải ký hiệu dài dòng thế này? Đúng không? Tại sao tập ký hiệu không kết thúc phải dài dòng này? Thì các em chú ý là nó cũng như hôm chúng ta học bài chuyển OHD chuyển OHK sang OHD đấy, thì các em thấy là cái tập trạng thái đấy thì nó cũng được tích hợp kiểu như này đấy, đúng không? Thế thì chúng ta phải tính như thế để cho nó không bị nhầm, đúng không? Nó không bị nhầm.
phải ký hiệu như thế để không bị nhầm. Thế sau khi đã làm xong rồi chúng ta hoàn toàn có thể ký hiệu lại em nhé, như homo ohk trong hd đêm đấy, chúng ta thấy cái tập trạng thái của nó rất là to, chúng ta để trong một vuông đấy. Thế thì sau đó tính xong xuôi chúng ta bắt đầu mới có thể hoàn toàn ký hiệu lại cho nó gọn lại đi. Thì ở đây cũng ý tưởng cũng thế đấy, cái ký hiệu không kết thúc là chúng ta phải làm nó rất là phức tạp để mục đích là chúng ta tính theo đúng công thức. Để sau đó đi xong xuôi chúng ta ký hiệu lại được. Thế như vậy là xong tập delta, rồi đến tập b thì bắt đầu mới rắc rối này, các em chú ý nha, tập b rất rắc rối. Trước hết này, với mọi quy thuộc quy chúng ta thêm vào p các sản xuất dạng. Đấy, các sản xuất này dạng này thì nó không có dựa gì vào hàm chuyển cả, nên sản xuất khởi đầu từ kiệu s đấy. Đấy thì các em thấy rằng suy ra biến biến mà nó có ba thành phần như vừa rồi đấy, suy ra biến ấy, s suy ra một cái biến nào đó đấy. Cấu trúc của biến ngoài s ra thì nó đều có ba thành phần đặt trong một vuông. Thì để ý ở đây các em thấy nhá, thì z0 q0 là cố định nhá. Đấy, tức là đáy ngăn xếp là z0 này, trạng thế đầu q0 này cố định, các em thấy ghi màu tím đấy. Thế nó chỉ có biến đổi cái q đằng sau thôi, cái q màu xanh đằng sau là biến đổi thôi, còn cố định hai thành phần đầu. Thế như vậy là cứ có bao nhiêu q thì có bấy nhiêu sản xuất này, đúng không? Có bao nhiêu q bấy nhiêu sản xuất này. Đây còn dạng thứ hai bắt đầu rắc rối nha các em ý này, dạng thứ hai này. Vì cái hàm này là hàm đa định mà nên thầy viết này này. Nếu B1 đến Bm Q1 thuộc sigma của AQA, đúng không? AQA với A này, B1 cho đến M thuộc gamma. Q1 thì thuộc Q. A ở đây thì thuộc sigma hợp giống, thuộc xích, nếu mà thuộc sigma thì nó là bước chuyển có chiều đầu đọc đấy. Thế còn nếu là rỗng là bước chuyển nhắm mắt đấy, ý là thế. Đấy, nhìn là thấy rắc rối rồi đúng không? Thế còn nếu mà đọc tình huống ở đây nghĩa thì đọc hình trạng hiện thời đây nghĩa là gì? Đáy ngăn xếp đang là A này đúng không? Đỉnh ngăn xếp đang là A này, đang ở trạng thế Q này, đọc được ký hiệu vào A nhỏ này thì xóa đỉnh ngăn xếp A hoa đi, ghi vào một số mới. Đấy, số mới này thì để cho tiện trình bày người ta đánh số ngược từ phải qua trái là từ 1 đến m, sau này có m ký hiệu đánh chỉ số từ trái qua, từ phải qua trái đúng không, ghi một số mới như vậy là m sẽ vào trước đúng không, m vào trước, bm vào trước. Thế còn b1 thì ở trên đỉnh, ý thế, ý là ở trên đỉnh người ta đã ưu tiên đấy. Đỉnh là bên phải nhất đúng không, thì như vậy là đỉnh là xếp số 1, ý là thế, nó ở trên đỉnh. Nếu có điều này thì với mọi q, với mọi dãy q đánh chỉ số từ q2 cho đến qm01 trong q thì ta thêm vào sản xuất dạng sau. Các em thấy nhìn là thấy khiếp rồi đúng không? Nhưng mà thực ra nó có quy luật của nó ấy. Sau chúng ta phải hiểu quy luật, hiểu bản chất thì chúng ta mới nhớ được cái này. Ở đây các em để ý nhá, xét từ cái dạng 2 thì cái chữ hàm chuyển nha, các em nhìn vào đầu cái số 2 hàm chuyển là gì? AQA đúng không? AQA thì chữ AQ thấy bôi màu tím đấy, đôi màu tím đấy. Thế đây thì và cái Q1 thì thấy bôi màu vàng này, Q2 thì thấy bôi màu đen này, Qm1 thấy bôi màu đỏ này. Đấy, để các em dễ nhận diện nha. Thì các em thấy cái thành phần AQ nó lấy từ hàm chuyển xuống màu tím đấy, lấy từ trên hàm chuyển xuống hàm chuyển sigma ở ngay chữ nếu đấy, mà bắt đầu số 2 đấy, hai nhỏ đấy, đi AQ màu tím mà B ở đấy xuống. Thế còn QM cộng 1 màu đỏ thì là lấy từ cuối của dãy, cuối của dãy đấy, chỗ nào QM cộng 1 là các em cứ đối chiếu xuống. Sau bắt đầu sản xuất này, tức là sản xuất này có vế trái là biến AQQM cộng 1 suy ra A nhỏ. A nhỏ thì lấy từ hàm chuyển xuống, lấy từ hàm chuyển xuống. Thế còn bắt đầu đến các biến đằng sau nhá, các biến đằng sau thì các em thấy có quy luật của nó này. B1 đấy, B1 thì lấy trên đỉnh ngăn xếp đấy, B1 đấy đúng không? Q1
Quý 1 thì màu vàng đấy, lấy từ kết quả của ham chuyển thôi. Quý 1 lấy ở đấy xuống, quý 1 không lấy trong dãy đâu, quý 1 lấy đâu xuống. Thế còn là quy 2 màu đen, tức là lấy cái quy đầu tiên của dãy. Dãy của chúng ta là từ quy 2 màu đen đến quy m cộng 1 màu đỏ. Đấy, cái khởi đầu như thế. À, thầy đọc lại nhé, sản xuất này, A hoa này, quy quy m cộng 1 suy ra A nhỏ. B1 Q1 Q2 đúng không? Đấy, Q1 Q2. Thế sau các em thấy nó chuyển sang B2 nhá, chuyển sang B chỉ số 2 này thì các em thấy là Q2 nó đang ở vị trí cuối, nó nhảy vào giữa đúng không? Nhảy vào giữa. B2 Q2. Và cứ Q2 thì lại nối tiếp Q3. Đấy, ở cái đầu thì Q1 Q2, còn đây lại Q2 Q3. Đấy, cứ tuần tự tuần tự như thế. Cho đến cuối cùng là BM QM và QM cộng 1. Đấy, nó có quy luật như thế, nó cũng cũng dễ hình dung thôi. Thì chỗ này mà không hiểu nguyên tắc thì rất khó nhớ, học vẹt chỗ này không học được. Và nếu mà n bằng không ấy, n bằng không thì các em thấy nghĩa là gì? Nghĩa là không, n bằng không thì lắp ghép vào thôi, có cứ m chỗ nào có m bằng không cho nét bao nhiêu ghép vào. Thì rõ ràng là sản xuất của chúng ta nó chỉ còn là A Q Q1 suy ra đúng không? Thì nó bằng không hết rồi, nên là triệt tiêu hết những cái biến rồi, nó chỉ còn đấy. Do vậy khi M bằng không thì sản xuất của chúng ta trông rất gọn này thôi. Nào, tiếp theo bắt đầu chúng ta bàn đến cái dãy Q nhá. Dãy Q của chúng ta là từ Q1 cho đến từ Q2 cho đến Qm cộng 1 ý. Thì đây các em chú ý là các chỉ số QI trong dãy từ Q2 cho đến Qm cộng 1 ý, thực chất nó chỉ để chỉ vị trí thôi của các Q trong dãy thôi. Còn thực tế thì chúng ta dùng mọi Q dùng Q nào cũng được. Đấy, nó chỉ vị trí thôi. Tại sao chúng ta lại dùng từ Q2? Theo các em tại sao đây thì chúng ta lại đánh chỉ số từ từ Q2 không đánh từ Q1? Vì sao nhỉ? Em nào phát hiện ra không? Là vì cái Q1 màu vàng nó đã có rồi các em, Q1 đấy, các em thấy Q1 màu vàng đấy, Q1 màu vàng nó đã ở trong kết quả của hàm chuyển rồi đúng không? Ta lấy từ Q2 trở đi thôi, để mang tính vị trí thôi nhỉ, mang tính vị trí để chúng ta tính cho nó đỡ nhầm thôi, chứ không phải chỉ số thật đâu. Thế ví dụ sau, ví dụ với Q thì bằng tập Q chúng ta chỉ có hai Q, Q0, Q1, và giả sử M bằng 2 nhé, M bằng 2 thì chúng ta có thể thành lập được các dãy Q như sau. Thực tế nó là bất kỳ, mà nó là bất kỳ. Thế còn đây chúng ta chỉ liên quan đến vị trí thôi. Nếu m bằng 2 thì nó tính từ 2 đến m cộng 1, tức là từ 2 đến 3 đúng không? Đấy, 2 là vị trí màu đen, là vị trí xuất phát, còn 3 là vị trí kết thúc, là màu đỏ đấy. Đấy thì chúng ta đây có Q0 Q1 đúng không? À, có đầu tiên chúng ta lấy Q0 Q0 để trùng nhau cũng được mà. Đấy, ý là thực tế là mọi quy nào cũng được. Như vậy với quy chúng ta chỉ có Q0 Q1 thì theo các em thành được bao nhiêu dãy này? Bao nhiêu dãy của hai quy như thế này? Được mấy dãy các em? Được bao nhiêu dãy nào? Không phân biệt là có bằng nhau hay khác nhau thì được bao nhiêu dãy? Được 4 dãy. Đúng rồi, theo cơ số 2 thôi, đúng không? Đấy, dãy 1 này, dãy 2 này chúng ta cứ kể theo chiều tăng dần. Đấy thì các em chú ý là cái bản chất của dãy Q là như thế nha.
Đây nó chỉ mang tính vị trí thôi, không phải chỉ số thật đâu. Đấy, chỉ số thật thì nó là gần đây, nó là đây mới là chỉ số thật này. Thế còn cái chỉ số mà từ Q2 đến Qm cộng 1 ý, nó mang tính vị trí. Đấy, tính vị trí. Người ta tính từ vị trí 2 là vì vị trí 1 đã có cái Q1 màu vàng rồi. Nào, thế giờ là bắt đầu mới áp dụng thật nha, thì bắt đầu thì nó mới phải phải có ví dụ chúng ta mới nhớ được lý thuyết được, mới hiểu vừa sâu lý thuyết được. Để chúng ta ví dụ sau, cho chiếc ô đẩy xuống M đây có bộ chữ sigma 01 này. Đấy. Tập trạng thái thì có Q0 Q1 này, bộ chữ gamma là x z0 này. Hàm chuyển sigma đấy cho bên dưới đấy. Đấy, còn Q0 chẳng thấy đầu Z0 là đáy ngăn xếp. F F thì tập trạng thái F bằng chấm tức là đoán nhân theo kiểu ngăn xếp giống này. Đây thì hàm chuyển của nó đây. Hàm chuyển của nó đây. Đó. Có 6 hàm chuyển thôi. Và đây như thầy nói là khó nhất là cái tính 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 sản xuất qua hàm chuyển đấy. Đây thì thầy thầy viết lại cái cách tính này, cách tính hàm xuất qua hàm chuyển này. Đấy. Từ đây từ cái này đúng không? Với dãy Q đấy, với dãy từ Q2 đến Qm cộng 1 đấy, thì chúng ta có cái sản xuất này, đúng không? Có sản xuất này. Thế như vậy là cứ có bao nhiêu dãy thì chúng ta phải có bấy nhiêu cái sản xuất này, đúng không? Ý thế. Ở đây nếu mà m bằng 0 thì chúng ta có sản xuất rất là ngắn gọn a q q1 suy ra a. Đây chỗ này thì tổng kết lại thôi để chống đỡ chúng ta tính thật thôi. Còn cái này giải thích ở slide trước rồi đúng không? Bây giờ tính thật nhá. Tính tập sản xuất B này. Đấy như thầy nói là các sản xuất xuất phát từ S nha. Các sản xuất xuất phát từ S thì hai cái đầu cố định là Z0 Q0 cố định. Đấy, chúng ta chỉ thay đổi cái quy cuối cùng thôi. Đấy, như vậy đây theo các em có mấy sản xuất xuất phát từ S? Tập quy chúng ta chỉ có hai quy thì có mấy sản xuất xuất phát từ S? Cố định hai cái đầu Z0 Q0 chỉ cho cái thứ ba là màu xanh nó thay đổi thì có mấy cái? Mấy cái sản xuất từ S đây? Hai cái ạ. Đúng rồi, một cái là Q0, một cái Q1 thôi đúng không? Đấy, cái màu tím là cái cố định nha. Chúng ta chỉ thay đổi được cái cuối thôi. Cái cuối thì rõ ràng là cứ có bao nhiêu quy thì có bao nhiêu cái đúng không? Đúng rồi. Đấy, cái này là dễ đúng không? Cái này là không có dựa vào hàm chuyển gì cả. Thế thì bắt đầu đến cái dựa vào hàm chuyển này. Đây nha, chúng ta bắt đầu chỗ này chúng ta phải xét từng hàm chuyển một, chúng ta xét hàm chuyển thứ nhất này. Đấy, các em chú ý nha, hàm chuyển thứ nhất đây. Sigma Z0 Q0 0 thì bằng Z0X Q0 thì ta có. Đấy, bây giờ thì đối chiếu với công thức tổng quát đấy, đây nó vừa bay lên ở đầu cái hàm 1 ở bên tay trái. Ở đây theo công thức tổng quát thì đây ví là gì? Z0 chính là A đấy, đúng không? Q0 chính là Q và 0 chính là A đấy. Thế còn Z0X thì theo ký hiệu tổng quát đây đây chính là X chính là B1 đúng không? Z0 là B2 đúng không? Q0 chính là Q1. Đấy thì chúng ta áp vào cái tổng quát cho nó dễ hình dung mà. À, thế thì như vậy đây có nghĩa là M trong trường hợp này M chúng ta bằng 2 này đúng không? M bằng 2. Đấy, M bằng 2 thì xem được thành được bao nhiêu dãy. Thì đây như vừa rồi đây các em phát hiện đây chúng ta có bốn dãy đúng không? Dãy đầu tiên là dãy Q0 Q0 đúng không? Đấy với dãy Q0 Q0 tức là vị trí 23 đấy đúng không? Vị trí 23 đấy thì các em thấy thì chúng ta có hàm đây thầy đánh số sản xuất mà. Sản xuất một, sản xuất hai và đây đến sản xuất thứ ba đấy, ý như thế này. Thì các em chú ý nhá, cái màu tím giữ nguyên thì màu tím là chúng ta lấy từ hàm, lấy từ hai thành phần đầu của hàm hàm bên trên ấy, thì là Z0 Q0 giữ nguyên. Q màu đỏ thì chính là Q cuối cùng của dãy đúng không? Q cuối cùng của dãy đang là Q0 đúng không? Màu đỏ là Q cuối cùng, màu đen là Q đầu. Thì suy ra này, suy ra 0 này, x này,
quy màu vàng, quy không màu vàng chính là vị trí của quy một đấy, của quy không màu vàng x quy không màu vàng, sau này quy không màu đen, quy không màu đen thì theo công thức tổng quát nó là quy đầu tiên của dãy, đúng không? Quy đầu tiên của dãy x chính là b một, đúng không? Nào tiếp theo này, z không chính là b hai này, theo công thức tổng quát thì z không chính là b hai này. Sau đến quy màu quy không là tức là quy đầu, quy không màu đen ấy, đang ở vị trí thứ ba này, nhảy sang vị trí thứ hai z không quy không, và vì m bằng hai đến đây, đây là hết rồi, cho nên chúng ta dùng quy không màu đỏ. Quy không màu đỏ chính là quy m cộng một, chính là quy cuối cùng của dãy, đúng không? Đó. Đấy thì các em thấy là nếu mà chúng ta cứ đối chiếu thì cái hàm ba này nó đúng như chưa, đúng như cái hướng dẫn công cách tính tổng quát ở trên. Đấy, tương tự với dãy quy không quy một thì chúng ta có hàm bốn, có sản xuất bốn. Sản xuất bốn thì là đấy, các em chú ý là z không quy không bao giờ giữ nguyên. Đấy. Sau đến quy một, quy một ở đây thì chính là quy cuối cùng của dãy, chính là quy một, đúng không? Đấy, sau này suy ra không x quy không, quy không màu đen chính là quy đầu tiên của dãy. Đấy. Sau này z quy không màu đen nhảy vòng giữa, quy một màu đỏ chính là quy cuối cùng của dãy, đúng không? Đấy, thì tương tự với dãy quy một quy không và với dãy quy một quy một, các em cứ đối chiếu với công thức tổng quát này chắc chắn nó đúng. Đấy, như vậy thì các em thấy là gì, cứ với m bằng hai một cái là nó nhảy lên thành bốn sản xuất, đúng không? M bằng hai là bốn sản xuất, m bằng một thì mấy sản xuất các em? Ví dụ nó chỉ có B1 thôi, không có B2 thì mấy sản xuất? Có mấy sản xuất nhỉ? Tức là dãy quy giờ nó chỉ có một phần tử thôi. Với dãy quy có một phần tử chúng ta thành lập được mấy dãy? Mấy dãy đen? Quy có n m bằng một thôi, chúng ta chỉ có b1 thôi, thì dãy quy chúng ta chỉ có một phần tử thôi, chúng ta thành lập được mấy dãy? Hai dãy thôi, đúng không? Một dãy quy không, một dãy là quy không, một dãy quy một thôi, đúng không? Thế còn theo các em, nếu mà m bằng ba, m bằng ba thì chúng ta ra được mấy sản xuất? M bằng 2 thì ra đây, các em thấy M bằng 2 thì ra được 4 sản xuất. M bằng 3 ra được mấy sản xuất? Ra được mấy nhỉ? M bằng 3 thì cái dãy quy này có bao nhiêu dãy? Tất cả các khả năng có thể của quy không quy một mà với dãy có 3 phần tử thì ra được bao nhiêu dãy quy kìa? Tương ứng với số nhị phân có 3 chữ số ấy, số nhị phân có 3 chữ số ra được bao nhiêu giá trị? 8 ạ. 8 đúng không? Đấy, đầu tiên là quy không quy không quy không, đúng không? Đấy, cứ thế thôi, đúng không? Các em chú ý là mặc dù quy của chúng ta là chỉ có hai quy thôi, quy không quy một, nhưng mà độ dài thì thoải mái, độ dài của dãy thoải mái, độ dài bằng 1, bằng 2, bằng 3 thoải mái, tùy cái sâu mà chúng ta ghi vào ngăn xếp, sâu ghi vào ngăn xếp nó dài bao nhiêu thì đấy, cái dãy quy nó lại có bấy nhiêu phần tử, nó giống hệt như là số nhị phân có bao nhiêu chữ số đấy. Thì các em cứ thế các em tính thôi, nhưng mà thực ra thi thầy cũng chỉ cho với m bằng độ dài dãy là m bằng 2 thôi nha, bằng 2 thôi. Tức là nó chỉ nếu bằng 2 cứ mỗi hàm chuyển nó ra được 4 sản xuất thôi. Chứ cho nhiều quá thì nó dài. À, tiếp nha, từ 2 này, từ cái hàm chuyển 2 đấy,
hàm chuyển 2 thì tức là gì, sigma của x quy 0 thì bằng xx ấy, của quy 0 ấy. Ý là gì, ghi xóa đỉnh ngăn xếp x và ghi vào sâu mấy xx đấy, thì cũng như vậy chúng ta lại có hành trình 4 sản xuất. Cũng trong hiệp này thì các em thấy nếu mà đối chiếu với công thức tổng quát thì B1, B2 nó trùng nhau, B1, B2 trùng nhau thì viết nó dễ rồi. Đấy, chúng ta lại hành trình với từng dãy 1, với dãy Q0, Q0. Đấy, tính như theo cách trên, chắc chắn nó sẽ như thế này, để các em đối chiếu. Với dãy Q0, Q1, với dãy Q1, Q0, với dãy Q1, Q1. Đấy, chúng ta lại cũng lại nở ra 4 sản xuất, tổng bây giờ là đến 10 sản xuất rồi, đúng không? À, tiếp theo đến cái 3 thì nó dễ rồi. Cái 3 thì em thấy lúc này M nó bằng 0 rồi. Đấy, cái M bằng 0 ấy, theo hướng dẫn M bằng 0 thì chúng ta cứ có sản xuất là gì, x quy 0 quy 1 suy ra 1, đúng không? Đấy, cứ theo theo cái hướng dẫn ở trên ấy, nếu M bằng 0 đấy. 12 cũng như vậy, 12 cái hàm 4 thì ứng với sản xuất 12 là cũng M bằng 0, đúng không? Chúng ta có sản xuất x quy 1 quy 1 suy ra 1. Hàm 5 cũng M bằng 0. Chúng ta có sản xuất 13 là x quy 1 quy 1 suy ra rỗng. Hàm 6 M bằng 0, chúng ta có sản xuất 14 là z0 quy 1 quy 1 suy ra sâu rỗng. Đấy thì để nó chỉ vất vả mỗi cái hàm 1 hàm 2 thôi, đúng không? Hàm 1 hàm 2. Vì độ dài của sâu nó những bằng 2. Các em chú ý khi thi là có trường hợp là độ dài sâu bằng 1 nhá. Độ dài sâu bằng 1 đấy, như thầy vừa nói, các em chú ý thì nó phải nở ra mấy sản xuất đấy. Thế còn độ dài sâu gamma ghi bằng ngăn xếp là không thi đến bằng 3 đâu. Thế như vậy các em thấy là gì? Tập sản xuất của nó đây. Wow. Tập sản xuất tương ứng với cái 6 cái hàm chuyển mà nó như thế này đây. Đây tức là chúng ta cứ tính đúng công thức ra, đúng không? Cứ tính đúng công thức ra thì nó phải ra được, các em thấy là 14 sản xuất, đúng không? 14 sản xuất. Trông rất rắc rối, đúng không? Trông thế này mà không hiểu bản chất thì bảo thầy nhớ thì chịu, đúng không? À, với dạng bài này thì tiếp theo chúng ta phải loại ký hiệu cuối, các em nhé. 14 cái sản xuất này thì kết hợp các ký hiệu, các hiệu không, các hiệu của nó thì rất nhiều hiệu vô ích, đã loại hiệu vô ích là chúng ta kèm theo với loại sản xuất. Thế mà cái thuật toán loại ký hiệu vô ích thì chúng ta học rồi. Muốn loại ký hiệu vô ích thì loại cái gì trước em nhỉ? Loại cái gì trước, cái gì sau? Loại vô sinh trước được sau. Đúng rồi đấy, chúng ta vừa ôn để thi bài hôm nay đấy, hôm nay chúng ta không gặp phải cái câu đấy, đúng không? Và hôm trước trong cái ví dụ chúng ta là gì, có những 7 sản xuất, chúng ta loại một cái là bị bay đi mất 3 cái, 4 cái còn có 3 thôi, đúng không? Thì ở đây cũng như vậy, đây nếu mà chúng ta áp vào chúng ta loại thì nó cũng bay đi rất nhiều. Nhưng mà các em thấy là gì, với cái bài mà cái biến nó cồng kềnh như thế này mà chúng ta lại áp cái giải thuật đấy vào đây thì cái bài này thì chắc là phải 3-4 trang giấy mới xong, đúng không? Như thế thì nó không thể cho các em thi như thế đâu, nó vất quá. Viết được cái này đã khó rồi, sau này còn tiếp tục triển khai loại vô sinh, loại không đến được thì nó kiếp quá. Thế do vậy với bài này thì cho phép chúng ta nhẩm nhá, cho phép em được làm theo phương pháp nhẩm. Đấy, phương pháp nhẩm như thế này thôi, vì chúng ta thấy là gì, cái ký hiệu mà có x ý, thì nó phải ép, nó phải suy ra nó, đúng không? Ký hiệu nào có x phải ép, phải suy ra nó, tức là nó phải đến được, đúng không? Và sau từ nó thì nó phải đi được đến đích, tức là suy ra sâu ký hiệu cuối, tức là nó phải hữu sinh. Đấy, theo định nghĩa của có x là thế. Với bài này là chúng ta tư tưởng là chúng ta đi tìm có x, tìm có x, chúng ta giữ lại. Thế còn cái nào mà không thỏa mãn cái đó là vô ích thì thực ra là vẫn tư tưởng là loại vô ích đấy, sau cái còn lại là có ích, thực ra vẫn tư tưởng là loại vô ích. Thế thì để có ích thì như thầy nói là phải đi được từ S và phải suy ra sâu kết thúc, còn cái gì không thỏa mãn cái đó là vô ích. Nào, thế chúng ta bắt đầu test nha. Xuất phát từ
từ hàm 1, em thấy hàm 1 là S đây kia gạch chân đấy. S gạch chân suy ra Z0 Q0 Q0 đúng không? Như vậy là gì? Z0 Q0 Q0 là đến được rồi, chắc chắn đến được rồi. Chúng ta mới kiểm tra xem Z0 Q0 là có suy ra được sâu kiệu cuối không, đúng không? Nếu mà Z0 Q0 mà không suy ra được sâu kiệu cuối chứng tỏ Z0 Q0 là vô ích, chúng ta loại nó. Đồng thời là loại luôn sản xuất 1 S suy ra Z0 Q0 đúng không? Nào thì bây giờ này tiếp tục hành trình đi tiếp Z0 Q0 Q0 nhá. Chúng ta lại chúng ta thấy nó bắt nhịp ở sản xuất 3 đấy. Sản xuất 3 chúng ta lại thấy muốn biết Z0 Q0 Q0 nó có đến đích không thì chúng ta cứ lần theo vết thôi, đúng không? Từ sản xuất 1 chúng ta nhảy sang sản xuất 3, sản xuất 3 có xuất hiện Z0 Q0 Q0 đấy. Thì các em thấy là với cái sản xuất này thì nó vế phải của nó là 0 này, x Q0 Q0 và lại lặp lại nó là Z0 Q0 Q0. Đấy, thế thì ở chỗ này chúng ta lại phải lần dấu vết của x Q0 Q0 đúng không? Lại phải xem x Q0 Q0 nó có đến đích được không? Đấy, cứ từng bước như vậy. X Q0 Q0 mà không đến đích thì Z Q0 Q0 cũng hỏng. Đến đích đây tức là suy ra sâu kiệu cuối đấy. À, tiếp theo các em thấy sản xuất nào bắt đầu từ x Q0 Q0? Thứ 5 ạ. Đúng rồi. Sản xuất 5 á. XQ0 Q0 cơ. Sản xuất nào bắt đầu từ XQ0 Q0? Cái thứ 7 ạ. Đúng rồi, chúng ta lại phải lần sang 7 đúng không? Để chúng ta cứ từng bước như thế, chúng ta lại phải lần sang 7. À, 7 thì em thấy là XQ0 Q0 thì lại suy ra toàn XQ0 Q0, chả giải quyết được cái gì cả. 7 không tin được, bây giờ phải dùng cái khác đi. Dùng cái nào? Cái nào cũng xuất phát từ x quy 0 quy 0. Đúng rồi, chúng ta mới sang 9, chứ còn cái 7 nó nở ra chính nó không giải quyết cái gì cả. À, chúng ta mới thấy đến cái 9. Cái 9 thì các em thấy là gì? À, x quy 0 quy 0 suy ra 0 này. X quy 0 quy 1 và x quy 1 quy 0. Nào giờ xem cái đầu tiên nhá. X Q0 Q1 thì đối chiếu sang mấy cái sản xuất ở bên tay trái thì các em thấy XQ0 Q1 có ra được sâu cuối không? Ra 1. Đúng rồi, ra 1, đúng rồi, câu này là hữu sinh đúng không? Được. Thế nhưng mà đến XQ1 Q0 cái sản xuất số 9 nha, các em để cái sản xuất số 9 cái biến thứ hai của nó ở bên tay phải, cái biến cuối cùng của nó là XQ1 Q0. Nhìn sang bên tay trái là x quy 1 quy 0 có về đích được không các em? Có ra sâu cuối được không? Có ra được không? Không có. Không có đúng không? Đấy, cho nên là cái bạn x quy 1 quy 0 này là vô sinh rồi đúng không? Vô sinh thì kéo theo các bạn chơi cùng là cũng vô sinh theo đúng không? Đấy, tóm lại là gì? X quy 0 quy 0 là không hữu sinh đúng không? Không hữu sinh. Đấy là bị loại rồi. Tóm lại cứ cái gì liên quan đến x quy 0 quy 0 là chúng ta cho bay thôi. Thầy cố tình thầy gạch chân đấy. 9 thêm gạch chân này. À, tức là cái sản xuất số 9 là gạch chân này là nó liên quan đến x quy 0 quy 0 thì phải bỏ đi thôi. Vì nó không hữu sinh, nó vô sinh, phải vứt đi thôi. Cái 7 cũng như thế đúng không? Cái 7 cũng vứt đi. Đấy, cái 3 thì là gì? Cái 3 thì đấy cũng vứt đi đúng không? Vứt đi. Và vứt cái 3 đi tương đương với Z0 Q0 cũng vô sinh đúng không? Vì nó liên quan đến cái 3, nó liên quan đến X Q0 Q0 nó xuất hiện bên phải của sản xuất 3. Mà nó X Q0 Q0 mà đã vô sinh thì cũng đồng nghĩa với Z Q0 Q0 cũng vô sinh. Đấy, thế thì lại ngược lên sản xuất 1, Z Q0 Q0 vô sinh thì S theo cái hướng 1 là cũng hỏng. Như vậy là à không, lúc này chúng ta không truy đến S đâu, mà chúng ta chỉ cần cái sản xuất này là bỏ đi vì nó liên quan đến Z Q0 Q0. Do vậy sản xuất 1 mà chúng ta bỏ này, sản xuất 3 chúng ta bỏ này, sản xuất 7 bỏ, sản xuất 9 bỏ. Đấy, chỉ bằng một cách nhầm như thế thôi là chúng ta đã loại được đến mấy sản xuất rồi đúng không?
Nào thế giờ bắt đầu mình xem những cái liên đới các em nhá. Những cái liên đới này thì chúng ta thấy là sản xuất 4. Những cái chân vừa rồi là gần như là theo dòng sự kiện đấy, đúng không? Thế còn bây giờ các 4, bây giờ bắt đầu cái 4, xong bây giờ chúng ta bắt đầu mình đi truy tìm này, truy tìm còn cái nào, còn x0 y0 không? Đấy thì chúng ta thấy là gì? À, còn cái 4 nữa, đúng không? Cái 4. Đấy, cái 4 là thầy bôi màu đen đấy. Thế bây giờ chúng ta mới đi truy tìm những cái khác đấy. Thế còn vừa rồi là chúng ta đang lần vết, lần trong vết. Còn giờ chúng ta mới đi truy tìm tiếp thì bao giờ là thấy cái sản xuất 4 thầy bôi màu đen ấy nó cũng có x0 y0 không, đúng không? Đây chúng ta cũng loại này. Sản xuất mấy đó cũng bị loại các em. Sản xuất mấy cũng có x0 y0 nữa. 8. Đúng rồi đấy, 8 thầy cũng bôi màu đen đấy để các em dễ nhận diện đấy. Đấy bây giờ chúng ta đi truy tìm tiếp. Thế còn vừa rồi là trên hành trình chúng ta truy vết, còn bây giờ là chúng ta những cái không liên quan đến cái lập luận vừa rồi, bây giờ chúng ta mới chỉ có đi bắt xem cái nào còn đi không đi không. Chúng ta thấy là còn 4 và 8 cũng có, chúng ta cũng phải loại. Thế như vậy chỉ bằng một bước đó là chúng ta đã loại được gần hết rồi đấy, được không? Loại hết rồi. Bây giờ chỉ còn kiểm tra lại cái còn lại là có đúng không là xong thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu sản xuất 2 nhá. Giờ chỉ hy vọng vào sản xuất 2 thôi, đúng không? Vì nguyên tắc là phải có một sản xuất xuất phát từ S. Bây giờ chỉ còn có sản xuất 2 là xuất phát từ S thôi. Để chúng ta thử xem nó có đến đích được không. Thì các em thấy nó gì? Sản xuất 2 là gì? S truy ra Z0, Q0, Q1. Bây giờ chúng ta truy tìm tiếp Z0, Q0, Q1. Để chúng ta bắt vào sản xuất mấy các em? Đúng rồi, rất chính xác, 6 nhé. 6 chúng ta thấy là gì? Z0, Q0, 1 là suy ra 0 này, X, Q0, Q1. X, Q0, Q1 các em đối chiếu sang bên tay trái là nó hữu sinh, đúng không? Nó sinh ra số 1. Sau tiếp theo này, Z0, Q1, Q1. Z0, Q1, Q1 thì này suy ra số rỗng, đúng không? Này, suy ra số rỗng. Đấy, thì chứng tỏ là hữu sinh rồi, đúng không? Thì sản xuất 6 giữ được. Thế nhưng mà các em này để ý là gì? Cái x ý, q0 q1 mặc dù nó hữu sinh rồi nhưng mà nó còn nở tiếp, nó lại còn một cái đường nở nữa. Để chúng ta sản xuất bắt nhịp với nó là sản xuất nào các em? Sản xuất xuất phát x x q0 q1 là sản xuất nào? Cái 10. Đúng rồi, sản xuất 10. Đấy, sản xuất 6 dùng được rồi, nhưng mà nó lại có sản xuất 10, chúng ta xem 10 có dùng được không? Đúng không? Xem 10 có dùng được không thì chúng ta thấy là 10 là gì? Suy ra là gì? 0 này, x, q0, q1, x, q0, q1 thì chính nó rồi, nó dùng được rồi. Sau này x, q1, q1, mà x, q1, q1 chúng ta đối chiếu sang bên kia là nó cũng dùng được, đúng không? Nó cũng về đích, nó về sâu rộng thì cũng coi là hữu sinh. Đấy, thì tóm lại là gì? 2 giữ được này, 2 là cái xuất phát này, giữ này. Xem nào cái năm, đúng rồi, chúng ta thực ra vừa rồi cái truy tìm của chúng ta là còn phải cái truy tìm cái năm nữa. Cái năm là chúng ta truy tìm theo z không y không em nha. Đấy, chúng ta vừa truy tìm theo x quy không y không, chúng ta phải truy tìm cả z không quy không y không là cái năm đấy. Cái năm theo bôi màu đen là cũng bị loại đấy. Thế do vậy chúng ta chỉ còn giữ được 2 này, 6 này, 10 này, đúng không? Đấy, giữ này là cái thôi. Và 4 cái ở bên tay trái nữa. Đấy, thầy tổng kết lại nha. Để đánh số lại cho nó dễ theo dõi. Đấy, giữ này là cái này, đúng không? Thế thì thực ra đến đây là dừng được rồi. Nhưng mà với cái bài này thì nó có một cái ý là gì? Cái ô để xuống này sinh ra ngôn ngữ có đặc điểm gì? Đấy, ô để xuống này sinh ra ngôn ngữ có đặc điểm gì? Thì dạng bài tập đấy là chúng ta có rồi, đúng không? Cho trước tập sản xuất phải xem là tập sản xuất đấy nó sinh ra ngôn ngữ có dạng có đặc điểm gì? Ví dụ như A mũ N, C, B mũ M gì đó, đúng không? Thì các em thấy là để đoán được ngôn ngữ ấy, thì cái tập sản xuất trông nó phải gọn đi, đúng không? Chứ chúng ta dùng ký hiệu to này khó, rất khó nhìn. Thế thì đến đây thì chúng ta ký hiệu lại nha, ký hiệu lại. Đấy, như thầy nói là chúng ta phải viết cồng kềnh thì chúng ta tính cho nó đỡ bị sót trường hợp. Khi tính xong rồi chúng ta ký hiệu lại cho nó gọn.
Đấy, kiểu lại thì cứ xuất phát từ A, chỗ nào giống thì chúng ta cứ cho A mà, đúng không? Chỗ nào khác chúng ta lại dùng kiểu mới B, C, B, B, cứ giống thì dùng lại kiểu cũ, còn khác thì lại thêm kiểu mới B, D, D, C. À, viết sang đây, viết lại đi. S suy ra A, A suy ra 0BC, B suy ra 0BD bằng 1, C ra giống, D suy ra 1 bằng giống. Đấy, tóm lại còn có mấy sản xuất này thôi. Nào, thế giờ với dạng bài này còn một câu là thế thì văn phạm phi ngữ cảnh này sinh ra ngôn ngữ nào? Theo các em cái này với cái sản xuất này sinh ra ngôn ngữ nào? Ai có thể đoán được không? Đoán nhanh nào. Em nào đoán được chỗ này thì tăng điểm nào. Cái này cũng hơi khó nhìn đấy, tôi cũng sắp hết giờ thì nói nhé. À, thì chúng ta cứ lần theo vết thôi, các em chú ý là đầu tiên phải xuất phát này, S suy ra A này, đúng không? Đấy, phải xuất phát từ S suy ra A này. Thế sau A cũng chỉ có một đường đi thôi, A suy ra 0BC, đúng không? Đấy, bây giờ bắt đầu B nó mới có khả năng nở này, đúng không? B nó vừa bằng 1, vừa nở, chúng ta cứ thử cho nó nở mấy cái xem nó hình dạng thế nào. B chúng ta cho nó nở này, B suy ra B gạch chân đấy, B gạch chân suy ra 0BD đúng không? Chúng ta dùng kiểu nở đấy. Chúng ta cho nó nở cái nữa. B màu đỏ suy ra 0BD màu đỏ. Nào, đến đây thì đoán được rồi đấy, theo các em. Và bây giờ C thì chỉ con đường về giống thôi, C nó chỉ về giống thôi. Như vậy còn lại là 00BDD. Để nhìn vào đây là đoán được rồi. Nào, theo các em nhìn vào đây thì ngôn ngữ có đặc điểm gì? Ông có đặc điểm gì nhỉ? Em có phải là câu OM1N với cả M lớn hơn bằng N lớn hơn bằng 1? Tức là số con 0 thì đó là bằng số con 1 đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi, rất chính xác đấy. Thế thôi đúng không các em? Nên là vì sao? Là vì các em thấy là gì? Dừng ở cái dừng đây chúng ta thấy là gì, số con 0 ấy, nó đúng bằng số con B cộng số con D, đúng không? Chúng ta thấy số con 0 là 3 này, số con B và D cộng lại cũng bằng 3, 1B và 2D cộng lại cũng bằng 3. Để nó đảm bảo cái điều đó đã.
Thế nhưng mà vấn đề là gì? B thì cũng ra được 1, D cũng ra được 1. Nếu cả B cả D ra 1 thì số con 0 bằng số con 1, đúng không? Nhưng mà D thì nó có hai khả năng, D vừa ra 1 vừa ra rỗng. Thế do vậy khi nào D nó không thích, nó biến đi cái thì thành ra là số con 1 bị hút đi, đúng không? Để ý đến vậy. Như vậy là gì? Số con 0 là lớn hơn hoặc bằng số con 1. Nhưng mà ít nhất phải có một con 0 và con 1 nhé. Đấy thì ngôn ngữ là như thế. Được rồi, thế giờ phần lý thuyết là thầy trình bày xong rồi, xong cả chương 4 rồi. Giờ thầy này cũng hướng dẫn các em khi trình bày bài thi gặp cái bài này chúng ta trình bày nào nhé. Thầy này chia sẻ cả màn hình này. À, bài tập về các em làm bài 46.6 nhé, để luyện thêm cái dạng này. Đây bài 11 đây, cách trình bày à bài 12 chứ đúng không? À, 11 vừa trình bày thì hướng dẫn rồi, bài 12. À, thành lập văn phòng phi ngữ cảnh cho một ngôn ngữ đẩy xuống bờ nào đó. Đây câu này trình bày như sau này. Với ô tô mát đẩy xuống trong đó. À đây cái chỗ này có không cần trình bày, chỗ này chính là đề bài các em nha, chúng ta trình bày từ đây. À, văn phạm phi hữu cảnh tương đương với ô đẩy xuống m là đấy. Sigma delta đây, s là kia ở đầu tập sản xuất khó nhất, tập tập kia không kết thúc thì cũng rắc rối, nhưng mà chúng ta tính dễ nhất rồi, đúng không? Tập sản tập kia không kết thúc đây, khó nhất là tập trong đó cũng giải thích s là kia ở đầu này, bắt đầu tính tập sản xuất này, hai sản xuất tự thêm xuất phát từ S này. Thế sau đó cũng từ từ tóm lại chỗ này thầy tổng kết lại thôi, đúng không? Trình bày hết rồi. Thế sau đó đây, từ đây ta có đây, từ đây có đây. Xong ta xong đấy nhá, xong đến đoạn chúng ta phải có một cái ý là gì? Loại bỏ các ký hiệu vô ích và các sản xuất tương ứng với tập sản xuất B còn lại là, đúng không? Đấy, cái loại bỏ cái vô ích này như thầy nói là các em nhẩm thôi, chứ còn không trình bày giải thuật ra đây gì cả. Để sau đến cái đoạn này thì các em chú ý là cái ký hiệu lại thì cũng không cần nha, cũng đưa vào cho nó dài dòng nha. Còn cái đấy các em làm ở nháp, vì thực ra để đoán được ngôn ngữ thì các em phải ký hiệu lại thì nhìn sản xuất nó mới dễ đoán, chứ còn nhìn cái chỗ cồng kềnh này là rất khó đoán ngôn ngữ. Thế để đoán được thì các em cứ cho nó chạy như thầy vừa rồi đấy, cứ cho nó chạy vài bước, và nhất là quan tâm những cái sản xuất nó nở ấy, cứ cho nó nở mấy lần ra. Thế thì cho nó nở ra là chúng ta sẽ đoán được. Đấy, cái tới chỗ đấy chúng ta không cần lập luận gì cả, nên là cứ cho nó nở cái là chúng ta nhìn ngay được ngôn ngữ, nhìn xong là chỉ viết kết quả vào thôi. Ngôn ngữ được sản sinh bởi phi văn phạm ký cảnh trên này. Thế sau chúng ta cứ thử, ví dụ trong trường này thì ví dụ chúng ta cần thử sâu 00 này, 11, 3 con 1 chẳng hạn này. Đấy, thì chúng ta cứ xem là có sản xuất sinh ra nó không. Sản xuất thì dễ rồi, đúng không? Sản xuất sinh ra nó rồi. Thế tiếp theo là chúng ta lại áp vào hàm chuyển xem có đoán được nó không, đúng không? Với cái hàm chuyển này thì chúng ta áp đoán 2 con 0, 3 con 1 vào xem là nó có đúng là đọc cái sâu và đưa về ngăn xếp giống không. Đấy, thì chúng ta thấy là chắc chắn nó sẽ tương đương nhau như vậy, một cái sản sinh một cái đoán dẫn. Được rồi, bài hôm nay thì trình bày xong rồi, có em nào hỏi gì không? Nếu các em không hỏi thì buổi học hôm nay đến đây kết thúc. Thầy chào cả lớp nha. Chào thầy. Chào các em.